Đợt này thì nhóm tổ chức một lớp học về bướm, bởi vì bướm là một cái côn trùng rất là hấp dẫn. Bướm được xem như là những bông hoa biết bay, bởi vì trong thiên nhiên thì bướm khá là đa dạng về màu sắc và chủng loại. Bướm là loài côn trùng mà chỉ đứng sau bọ cánh cứng về cái số lượng chủng loài cũng như là số lượng loài trong tự nhiên mà thôi. Cho nên là bướm thì là cái loài cực kỳ phổ thông và phổ biến. Chương trình học được chia làm hai phần. Đầu tiên là phần học lý thuyết tại khu vực nhà lá. Các bé sẽ được phát tài liệu và sổ ghi chép do nhóm gia đình Em Yêu Thiên Nhiên Việt Nam chuẩn bị. Những kiến thức về loài bướm được truyền tải hết sức sinh động và hóm hỉnh thông qua sự hướng dẫn của nhà nghiên cứu sinh vật rừng anh Phùng Mỹ Trung và thạc sĩ côn trùng học anh Tô Văn Quang. Nhưng em muốn cho các bé để đi trải nghiệm và tiếp tục gọi là có những hoạt động với các bạn nhiều hơn để mà có sự giao lưu và học hỏi. Bé nhà em nó cũng rất là yêu thích thiên nhiên và cũng rất yêu thích loài bướm nữa, cho nên là em cho bé đi để mà trải nghiệm. Thứ nhất là để cho em bé nó biết về cái thiên nhiên, biết về những cái động vật, bởi vì thực ra là như mình thì thành phố từ nhỏ đến lớn, thành ra bây giờ đến hỏi mình về cây cối với bướm biết là gần như không có biết tí gì cả, thì cũng không muốn con nó như vậy, thành ra là muốn tham dự những cái chương trình như vậy, và sau này thì nó có cái điều kiện thì nó cũng đi tìm hiểu thiên nhiên hoặc biết cái môi trường xung quanh. Mỗi bé tham dự đều sẽ được tặng một hộp tiêu bản các mẫu bướm do nhóm gia đình Em Yêu Thiên Nhiên Việt Nam sưu tập. Đây là những phần quà được coi là những chiến lợi phẩm của các em sau buổi học. Các bé tỏ ra rất hào hứng và chủ động trong giờ học, nhất là khi được quan sát cấu tạo của bướm dưới kính hiển vi và kính lúp. Khi được truyền cảm hứng thông qua các bài học, điều khiến các bậc cha mẹ cũng khá bất ngờ là các em dám chủ động tiếp xúc với những con vật mà các em rất sợ trước đây, đó chính là các loài sâu bướm, thậm chí là cho chúng bò trên tay của mình. Kết thúc phần học lý thuyết, các em sẽ được tham quan khu vực nuôi bướm bán tự nhiên của nhóm. Ở đây nuôi dưỡng các loài bướm đặc trưng, trong đó có hai loài được liệt kê vào sách đỏ Việt Nam. Tại sao lại sâu nhiệt độ cao á, nó quá lạnh á, nhiều sâu nữa thì đặc biệt của nó ăn trên cái lá cây trùng bao. Thứ ba là con bướm. Đa số các bé đều thích trải nghiệm khu vực tại nhà nuôi bướm vì các em có thể nhìn thấy hàng trăm chú bướm bay trước mắt mình và được tận mắt chứng kiến những lý thuyết mà các em đã được học. Rồi, đây là bướm báo hoa vàng, là con đực này các bạn. Đây, bướm báo hoa vàng. Đó, đó. Con thích vào vô cái vườn bướm nhất tại vì trong đó con thấy rất là nhiều loài bướm. Con thích mấy cái phần mà mấy cái dòng đời của mấy con bướm bướm lắm. Giống như là con bướm bướm hai con sẽ đẻ trứng, sau đó thì rồi sẽ nở con sau, là con sau sẽ biến thành cái nhộng hoặc cái kén, sau đó thì nó sẽ trở thành một con bướm bướm. Dạ, con cảm thấy là mình đã biết được rất là nhiều về loài bướm bướm, và một cái loài rất là bình thường mà mình không ngờ tới nó là rất là thú vị tới như vậy. Dạ, con thấy con học được cái sự chắc khỏe của cái dây của con bướm, và con biết sự tàn phá của con người gây hại cho bướm như thế nào,